Vâng, chúng ta cũng đến màn hình máy game thủ Gunny, một bài mở mắt ra ba voi. Thôi thế này thì để cho Dũng con để bốn thẳng thôi. Cẩn thận. Này. Rất may con sư tử, à con voi nó không hút chết con nông dân. Màn hình máy ở game thủ Gunny. Trong cánh, Dũng con thì còn thụt sâu hơn. Chúng ta có thể thấy. Đây là màn hình máy của Seang do Tôm cầm. Vâng, nhiều khả năng Dũng con anh sẽ là người lên 4 thẳng trong trận đấu này khi mà Seang của Tôm sẽ chém thôi. Và Gunny sẽ là người ăn hoang bơm đồ. Giá như là Dũng con cầm Yamoto trong cánh thì tuyệt vời biết mấy. Anh sẽ đánh cung Nga và sau đấy mới nhảy 4 sau thì lại cực kỳ hay. Và đây là màn hình máy của Yamoto do game thủ Meo Meo cầm. Meo Meo ơi, vâng, voi và quả của anh đâu? Vẫn chưa thấy đâu. Đến với Tôm đi, Tôm cầm Seang trận đấu này. Tôm đã một voi về nhà rồi, mỗi một quả phụ. Và bây giờ thì anh cần thêm một bãi quả phụ nữa và những chỗ đặt ghế đẹp. Vâng, nhà Gunny thì lại quá nhiều voi. Nhà Tôm và nhà của game thủ Meo Meo thì chưa thấy nhiều. Đặt một chiếc BS để có thể ăn gỗ. Tươi rồi. Vâng, nông dân vừa có một pha quay tay. Và thiên thần Hương Ly đã ngồi. Ôi giời ơi, như kiểu. Vâng, như kiểu sinh vật lạ vậy. Vâng, lần đầu tiên trong đời cô ta nhìn thấy một anh chàng nông dân quay tay. Bây giờ thì game thủ không nhồn. Anh đang game thủ Tôm sâu kêu. Anh đang bắt đầu cắt dân ra để có thể ăn hiêu rồi. Màn hình máy của game thủ Gunny thôi. Gunny đang khá nhiều voi bài này. Vâng, chết sư tử hay chết dân, dường như chết sư tử. Bây giờ thì câu tiếp voi. Nhà hưng nhổn quá nhiều voi. Nhưng có nhiều chỗ đặt ép đẹp cho anh tôi hay không thì chúng ta hãy cùng chờ đợi. Liệu rằng có nhiều chỗ đặt ép đẹp hay không? Vẫn chưa, dường như vẫn chưa nhìn ra những chỗ đặt bé đẹp. Màn hình máy của game thủ lỏng bạch tiêu. Bài này có lẽ tầm 27 dân, anh tôi sẽ ngừng xin dân. Hiêu về nhà hơi xa. Và liệu rằng có thể đủ đồ để có thể game thủ cho con lên đời không? Nhưng tôi đây được có voi rồi. Đến màn hình máy của game thủ Tôm, 23 dân kích đời. 6-4-15, game thủ Tôm sâu kêu đã kích đời thành công và ăn bãi vàng ngay cạnh cái bãi quả này thôi. Ăn bãi vàng ngay cạnh bãi quả này thì game thủ Tôm sâu kêu anh sẽ có một cái bài cầm Seang khá khỏe. Và đây là màn hình máy của game thủ Yamoto, 23/28. À, của game thủ Meo Meo, tôi nhầm. Ơ thôi, rất may con này chưa chết. Phải cần cho nó chết sát lên nhà chính luôn. Đây rồi, tuyệt vời. Một bài 25 dân và sẽ kích đời tầm đầu 8. Đang đi tìm đồ ăn hoang nhưng cũng chưa thấy đâu. Ai biết thông tin đồ ăn hoang ở đâu, vui lòng báo cho Meo Meo theo số điện thoại đường dây nóng của Game TV. Nhưng bây giờ thì thực sự là hơi ban căng. Vâng, đây rồi, đúng rồi, ôi đánh. Vâng, đánh đề ăn được cả lô. Đúng là Meo Meo. Màu 6 đã lên đời xong. Vâng, Gunny thì anh đang có một bài khỏe. Rất chơi. Vâng, Gunny hôm nay thực sự anh đang có những pha cầu voi. Cầu voi quá mượt luôn. Từ đầu đến giờ dường như Gunny cầu voi chưa chết dân nào thì phải. Đây là màn hình máy của game thủ Heo Sâu Kêu. Vâng, đã đóng lờ chạy dò chưa anh ơi? Nâng giáp luôn. Tôm Rui đang quá cẩn thận những tên chạy dò của mình. Và đây là một điều cần thiết cho những người đánh chém phũ như Tôm. Bây giờ thì bắt đầu. Thí sinh đầu tiên. Vâng, thí sinh đầu tiên mang tên gì? Cẩn thận với sư tử. Tôm lé sư tử quá hay, chúng ta có thể thấy. Một tên đóng cua gập tay áo. Cực chất, đây rồi. AC. Vâng. Phúc cảm tử. Và bây giờ thì Tôm sẽ đánh bom liều chết với Phúc cảm tử luôn. Chúng ta hãy cùng chờ đợi.
Vâng, bây giờ thì Ma Phi Tôm sẽ bắt đầu, ơ kìa. Vâng, quá nhân đạo trong những tên chọc giò của mình. Bây giờ thì Tôm sẽ bắt đầu chạy vào để có thể khiến cho cái thủ Phúc Cảm Tử phải mất lực và bó bế. Con nông dân kia sẽ không làm gì đâu. Đúng rồi, Phúc Cảm Tử đang vội vàng, bó bế vội vàng. Chúng ta có thể thấy kinh nghiệm từ những tay chém đến từ cái thủ Tôm Krui. Vâng, anh bỏ con săn sắt để anh bắt con cá rô. Vâng, bỏ 500 để lấy 10.000. Ấy là vẫn ra được, rất hay. Thôi lại ra lỗ kia, kia vẫn còn lỗ mà. Vâng, không bị nhốt trong này cũng không sao. Anh sẽ khiến Phúc Cảm Tử phải mất tay và sẽ không có thể làm ăn được gì nhiều. Chúng ta có thể thấy những tên chọc giò cực kỳ tinh tế và khôn ngoan đến từ cái rủ Tôm Sâu Kiêu. Quá hay, một thằng đã đi. Rất nhiều. Vâng, đây rồi. Cái hốc này của AC cũng khá đẹp. Và cái rủ Tôm Rui anh sẽ cần phải công ca hay không? Chúng ta hãy cùng chờ đợi. Có những tên full ca ca để có thể chơi vào nhà của game thủ màu 3. Vâng, con ngựa giò của Tôm chúng ta có thể thấy quá nhức nhối với một con ngựa giò. Đúng là Tôm Sâu Kiêu. Anh vẫn là người điều giò cực kỳ hay. Đây là lỏng bạch tiêu cho son bằng bò bế rất rộng. Còn đây là màn hình máy của Ajinomoto do Meo Meo cầm. Đây màn hình máy của Tôm rồi. Tôm ơi, anh có công ca không? Không công ca thì vào thẳng luôn nhà trong cánh cũng được. Vâng, 27/52 là tham lai đến từ game thủ Tôm Sâu Kiêu. Độc cô của bạn đang chém ra. Và nhà Gunny cẩn thận với 1-2 con chém chạy vào nhà của mình. Gunny bây giờ anh đã có quân chưa? 30/52, cẩn thận một con chém của game thủ màu 1 chạy vào hướng từ nhà game thủ Tôm Krui sang. Đây màn hình máy tỉa Vạch Long. Anh đang kêu gào. Vâng, nhà màu 2 Venlop chưa lên đời, nhưng đồng đội của Venlop đang khá khỏe. Vâng, Venlop chưa lên được đời. Bây giờ thì có tìm nhà chính của Venlop và chém nổ được hay không thì tươi. Đây là màn hình máy của game thủ và màn hình... Vâng, bây giờ thì chúng ta có thể thấy nhà của game thủ độc cô của bạn đã bắt đầu xuất hiện như con y. Nhưng Gunny sẽ là người... Gunny sẽ là người đẩy cung ra để có thể... Gunny đang là người... Ôi trời ơi, mèo ơi! Ôi trời ơi! Nhân đạo tí đi anh! Vâng, bình tĩnh thôi! Vâng, rất may là các khán giả ngồi sau tôi đã bảo tôi chuyển máy sang màn hình máy game thủ mèo mèo. Vâng, mèo mèo anh quá thính luôn! Vâng, vạn lớp quá khổ với mèo mèo trong ngày hôm nay. Trận trước đã khổ rồi, trận này cũng khổ nốt. À, màu 1 là Maxe, thôi chết tôi rồi. Maxe là của cái thủ màu 1. Tôi tưởng là Y Liều Tiều nhưng hóa ra là Y Maxe. Và đây là Taliban thì phải. Màu 4 là Taliban của game thủ Boy Bướng Bỉnh. Vâng, Taliban đã bắt đầu bị Ajinomoto dummy rồi. Vừa mất bãi gỗ nhưng thôi không sao, bây giờ thì gỗ không để làm gì nữa đâu. Bây giờ cứ tập trung vả thẳng vào cái chỗ này thôi. Kìa, đã vào được ruộng, nhưng đang mất tay. Màn hình máy của game thủ Tôm Sâu Kiêu. Tôm Sâu Kiêu dường như là nhà màu 3 đã bay hốc bởi game thủ Tôm Sâu Kiêu thì phải, nếu tôi không nhầm. Anh ơi, nhà màu 3 bung hốc chưa? Tại sao nhà màu 3 chạy dân? Lạc quýt lạc đà to, màn hình máy là lỏng bạch tiêu. Với màn hình máy game thủ Gunny thôi. Gunny vẫn đang có một cái tham to. Không hiểu sao Gunny to quá đến như vậy. Khi mà Maxe đã dâng y thẳng vào mồm với ba nhà y luôn. Với hai nhà rưỡi thôi chứ không phải là ba nhà. Đây là màn hình máy của game thủ Tôm. Tôm đang lọt vào một tôn không thể tin nổi. Tôm đang quá sung trong tôn này. Đấy rồi, vậy à, như vậy là Boy Bướng Bỉnh ghi sai. Không tin nổi. Vâng, Boy Bướng Bỉnh ghi sai. Mèo mèo đánh chém quá vô. Một trận thi đấu cầm Yamoto đâm nát nhà game thủ màu 4 luôn. Vên lớp lại không lên được đời, hơi đen với vên lớp trong ngày hôm nay. Anh đã gặp phải khắc tinh mèo mèo của mình. Vâng, Tom Cruise một trận thi đấu cầm sang.
Anh đã chơi chết nhà AC ở phút cầm tử. Vâng, Mark C trong ánh đã không thể làm gì được nhà game thủ Gunny. Gunny thi đấu quá hay. Tôi đã nín thở khi mà không dám chuyển cho màn hình của máy của game thủ Dũng Con. Nhưng ai ngờ Dũng Con vẫn khỏe nguyên thì phải. Quá chất lượng. Một trận thi đấu mà các cầu thủ phía Tin Thế Bình thi đấu quá sung. Vâng, Meo Meo, anh vẫn là người có công đầu trong những tên đánh chém của mình. Những tên đánh chém quá hay. Nhà viên lớp đầu cánh đã fit in fit thì phải, không còn dân. Ai xoay dân hay không, ai xoay tham hay không, để xem game thủ Meo Meo, xem game thủ viên lớp anh còn cái tham bao nhiêu. Vâng, viên lớp đã quá khổ. Tu Ti cũng vậy. Tu Ti đã bị đâm y một cách quá sớm, và Meo Meo vắt y một cách cực kỳ đều. Vâng, Iamoto, đó chính là một cái Iamoto cho Meo Meo cầm. Đã thể hiện được cái độ phố của mình khi mà một tay chém khét tiếng cầm một loại cung tuyển. Vâng, như vậy là Ven Lớp là người cầm Pyran. Ven Lớp cầm Pyran để chết đến tầm 10 thằng dân thì thật sự là không còn gì để đánh nữa rồi. Chúng ta cũng chờ đợi đến trận đấu tiếp theo thôi. Tỷ số là 3-1 cho các cái thủ ở phía Tin Thái Bình. Chúng ta cũng chờ đợi đến trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ hai trong trận đấu thứ ba. Trận đấu đầu tiên trong trận đấu thứ ba. Tỷ số đang là 2-0 về C các cầu thủ phía Tin Thái Bình. Thích vậy.